Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển vùng nguyên liệu dứa quyên theo chuỗi liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao. Năm 2023, huyện Quỳnh Nhai phấn đấu trồng mới khoảng 300 hecta dứa quyên. Từ những thành công bước đầu, mô hình trồng dứa theo chuỗi liên kết với Doveco Sơn La năm 2023, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục chỉ đạo các xã đăng ký phát triển vùng dứa nguyên liệu. Đến nay đã có hàng trăm hộ dân ở các xã Triềng Ơn, Mường Dôn, Mường Giàng, Mường Sại, Nậm Ép, Bá Ma Pha Kinh, Mường Chiên, Cà Nàng đăng ký trồng dứa với tổng diện tích trên 290 ha, trong đó hơn 246 ha trồng thuần và 46,7 ha trồng sen tiếp tục hỗ trợ nông dân các xã trồng dứa, trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao khảo sát vùng trồng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân về quy trình trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, lựa chọn các đơn vị cung ứng khoảng 13,7 triệu chồi giống để phục vụ sản xuất cũng như lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ, tổ chức cung ứng cho các hộ dân đảm bảo theo quy định với những diện tích thuận lợi khuyến khích các hộ áp dụng kỹ thuật trồng dứa phủ màng hạn chế cỏ dại giảm công chăm sóc tăng năng suất sản lượng phát triển vùng nguyên liệu dứa tiếp tục mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân trên địa bàn